Hello, xin chào, mọi người đã quay trở lại với kênh của tụi mình hen. Bật mí một xíu, phim hôm nay là bao gồm cái tình tiết đan xen giữa thời hiện đại và một thế giới phép thuật đó nha. Một phim hết sức là hấp dẫn, nào là Elf, Dark Elf, rồi Á Thần này kia đủ kiểu luôn. Thôi thì để biết rõ hơn diễn biến chính thì cùng vào phim của ngày hôm nay ha. Tập 1, nhân vật của bộ phim hôm nay tên là Itami Joji, 33 tuổi, bị mọi người xem là một otaku chính hiệu nhưng mà Itami vẫn tự hào vì điều đó. Tôi cũng tự hào như ổng vậy đó. Tại huyện Ginza, trực thuộc thành phố Tokyo, Itami đang rất háo hức khi sắp được tham dự vào buổi triển lãm anime được tổ chức mỗi năm một lần. Nhưng đời thì không như là mơ khi mà ngay thời điểm đó một cánh cổng bí ẩn đột nhiên xuất hiện tại Nhật Bản. Sự việc kỳ lạ ngay giữa lòng thành phố khiến cho những người dân hiếu kỳ kéo đến mỗi lúc một đông. Có người còn tưởng rằng đây là phim trường của một đoàn làm phim nào đó dựng lên không đó chứ. Bất ngờ một đội quân trong trang phục trung cổ dẫn theo vô số quái vật từ trong cánh cổng xông thẳng ra bên ngoài. Ngay sau đó, một trận tàn sát dã man của đội quân bí ẩn đã được diễn ra khiến vô số người dân thiệt mạng. Với xuất thân là một quân nhân nên là Itami đã xông ra bảo vệ người dân và giúp cảnh sát sơ tán mọi người đến nơi an toàn trước khi quân tiếp viện của chính phủ đến ứng cứu. Một lúc sau, 5 chiếc trực thăng được trang bị đạn xuyên giáp phái đến quét sạch lũ rồng bay trong tích tắc. Trung đoàn bộ binh và lữ đoàn tăng thiết giáp của quân đội cũng đã vào vị trí sẵn sàng tấn công. Ngay sau đó là một màn trả đũa đẫm máu giáng thẳng xuống đội quân xâm lược. Vô số quái vật đã bị giết chết trong trận chiến một cách nhanh chóng. Những tên còn sống đã bị bắt lại làm tù binh theo chính sách nhân đạo của Liên Hợp Quốc. Vài ngày sau khi sự cố đẫm máu tại quận Ginza qua đi, Bộ Quốc phòng đã đứng ra khen thưởng Itami vì hành động dũng cảm trong việc sơ tán và bảo vệ người dân. Hata Otaku cũng vì thế mà được thăng chức lên trung úy, mặc dù cậu chỉ muốn đi xem triển lãm anime chứ không hề muốn thăng chức hay là gì cả. Các bài báo liên tục đưa tin tung hô cậu là anh hùng trong sự cố tại Ginza. Điều này khiến cho Itami vô cùng chán nản, vì lẽ sống của cậu chỉ đơn giản là một người đam mê anime và manga chứ đâu có muốn nổi tiếng gì. Về phía cánh cổng bí ẩn thì chính phủ vẫn chưa thể phá hủy nó, lo sợ rằng thứ này sẽ lại xuất hiện ở đâu đó trên Nhật Bản nên là thủ tướng Suganori đã quyết định giữ lại và đặt tên cho vùng đất phía sau cánh cổng là khu vực đặc biệt. Để tìm hiểu những gì tồn tại ở phía bên kia cánh cổng thì chính phủ Nhật Bản đã quyết định gửi lực lượng phòng vệ mặt đất qua đó để điều tra nhằm bắt giữ kẻ cầm đầu gây ra sự việc này. Và cần thiết thì chính phủ sẽ sẵn sàng đáp trả bằng vũ lực. 3 tháng sau, buổi tưởng niệm các nạn nhân xấu số đã mất trong sự cố đẫm máu tại Ginza được diễn ra. Nhưng dịp này chính phủ cũng đã triển khai buổi lễ xuất quân của lực lượng phòng vệ mặt đất sang khu vực đặc biệt. Do đây là một chiến dịch có tầm quan trọng rất lớn trong việc bảo vệ lãnh thổ nên là trung tướng Hajima sẽ đứng ra chỉ huy toàn bộ đoàn chính xác. Cuối cùng tất cả đã vào vị trí tiến công cánh cổng với tinh thần là sẵn sàng chiến đấu bất kỳ lúc nào. Itami cũng có mặt trong lần xuất kích này cùng với một người bạn tên là Kurata. Người ta thì rầu gần chết tới nơi mà hai thằng chả thì đang rất hứng thú khi sắp được gặp mấy em tay mèo tay thỏ bên đó. Không nằm ngoài dự đoán, khi đi được một đoạn thì cả lực lượng đã bước sang một thế giới mới. Nhưng ở phía bên kia là một đội quân lên đến hàng trăm ngàn tên quái vật đang chờ sẵn ở đó. Tập 2. Tại thủ đô của đế quốc trong khu vực đặc biệt thì các bá tước đang rất lo lắng khi mà hơn 60% quân đội của họ đã bị tiêu diệt trong lần đầu tiên ra quân xâm chiếm Nhật Bản. Thế nhưng, vương quốc Smog đang phải đối mặt với một nguy cơ còn lớn hơn so với việc bại trận. Đó chính là các nước đồng minh lân cận có thể nhân cơ hội này tấn công thẳng vào thủ đô. Để xoa dịu các chư hầu, quốc vương nói sẽ không bắt ai phải chịu trách nhiệm vì thua trận cả. Ông còn ban hành lệnh kêu gọi đồng minh chung tay chống lại thế lực mang tên những kẻ đến từ thế giới khác đang chiếm đóng tại đồi Arnos. Ngay hôm sau, phần lớn quân đội của các nước đồng minh đã ngay lập tức tập trung bao vây nơi mà lực lượng phòng vệ mặt đất của Nhật Bản đang chiếm giữ. Trước thêm trận chiến diễn ra, vua Turan, sư tử của tộc Epe đã nhận được tin báo rằng quân đội của đế quốc không hề tham gia vào trận chiến này. Nhưng do cuộc tổng tiến công đã bắt đầu nên là các nước đồng minh không thể dừng chiến dịch này lại. Bọn họ nhanh chóng rơi vào trận địa mai phục của Nhật Bản và nhận phải một kết cục thảm khốc. Hàng loạt vụ nổ từ min cài sẵn đã xóa sổ toàn bộ đội quân tiên phong. Dù vẫn chưa thấy bóng dáng của địch nhưng mà vua Turan đã phải chứng kiến cảnh tượng xác chết của quân mình trước thành đống. Báo cáo thống kê rằng chỉ trong vài phút ngắn ngủi toàn bộ hơn 10.000 quân tiên phong đã bị tiêu diệt. Kết quả cuộc tấn công thứ hai của quân đồng minh, con số thương vong đã lên đến 40.000 người. Hiện thực tàn khốc này khiến cho các chỉ huy bắt đầu hoảng sợ. Nhưng Turan thì vẫn giữ bình tĩnh. Ông đã đích thân tổng chỉ huy một cuộc đột kích ban đêm nhằm bắt thế lực đến từ bên kia thế giới phải trả giá. Thế nhưng do vũ khí thô sơ cùng tư duy chiến lược lạc hậu thì Turan phải nhận một kết cục đắng nghét trước lối đánh du kích và nguồn hỏa lực tối tân của lực lượng quân đội Nhật Bản.
Đây có thể xem là thất bại lớn nhất của quân đồng minh khi toàn bộ binh lính của họ đều đã bị quét sạch. Thực chất, sự tổn thất này là một phần trong kế hoạch của Vức Vương Mod. Giờ thì các nước láng giềng đã cạn kiệt binh lực nên là sẽ không còn là mối đe dọa của đế quốc nữa. Ngoài ra, quốc vương cũng đã đề cử con gái của mình là công chúa Pinya cùng đội quân kỵ sĩ hoa hồng của cô ấy thám tính tình hình tại khu vực đồi Arzonaut. Cùng lúc đó, tại sư đoàn Nam Binh trong khu vực đặc biệt, Itami đã được cấp trên đề cử làm chỉ huy đội 3 thuộc tổ trinh sát đặc biệt điều tra về đời sống của người dân cũng như là tôn giáo và chính trị của họ ở thế giới này. Các thành viên dưới trướng của anh hùng Otaku bao gồm 7 người đều đạt cấp quân hàm từ trung sĩ trở lên. Không ngờ rằng chỉ vì lỡ một chuyến tàu xem triển lãm anime thôi mà giờ anh ta đã trở thành chỉ huy của trong một chiến dịch đặc biệt như vậy. Đành chịu thôi chứ biết sao giờ. Khi vừa xuất phát không lâu thì đội của Itami đã đến được làng Koda. Sau đó họ đã hỏi thăm và biết được có một ngôi làng lớn hơn nằm phía sâu khu rừng cách đó không xa. Nhưng khi cả bọn đến nơi thì phát hiện một con hỏa long đang phun lửa thiêu rụi toàn bộ cánh rừng. Hiện tại, lý do khiến cho con rồng hủy diệt nơi này vẫn còn là một bí ẩn. Sau vụ cháy thì các trinh sát của đội 3 đã phát hiện hơn 32 di tích xây dựng bị tàn phá và 27 xác chết được tìm thấy. Trong lúc họ chuẩn bị làm báo cáo thương vong về vụ việc này cho chính phủ thì Itami bất ngờ phát hiện ra một cô gái tộc Elf đang nằm bất tỉnh bên dưới giếng. Tập 3, Itami đưa cô gái này ra khỏi miệng giếng. Các bước sơ cứu đầu tiên cho thấy được rằng cô ấy chỉ bị ngất chứ không hề bị tổn thương gì cả. Anh chàng Kurata lần đầu nhìn thấy một em tộc Elf xinh đẹp như vậy thì khoái lắm. Kiểu như thời của mấy thằng Otaku tới rồi không bạn ấy. Sau đó đội trinh sát của Itami đã đưa cô gái này về làng Koda để xin trưởng làng hãy cứu mang cô. Thế nhưng ông ta đã lập tức từ chối yêu cầu này vì cả làng đã chuẩn bị cho một cuộc di tản ngay hôm nay. Lý do là họ biết rằng khi con rồng này đã tấn công thì sẽ không dừng lại cho đến khi không còn ngôi làng nào tồn tại trong khu vực này. Đêm đến, một đám cướp gần đó đã nhắm đến cuộc di tản của làng Koda thì bất ngờ kế hoạch của bọn chúng đã bị một hắc tu sĩ ngăn chặn. Cô ấy giới thiệu tên mình là Rory Mercury, một á thần trong 12 tông đồ của thần Ambroy, vị thần tượng trưng cho bóng tối, chiến tranh và cái chết. Ngay sau đó, Rory đã dùng lưỡi hái của mình gặt bọn cướp như gặt lúa. Với tốc độ và sức mạnh của một á thần thì cô ấy đã ra tay nhanh gọn đưa cả đám cướp về với ông bà không sót một tên nào cả. Nhóm trinh sát của đội 3 đã đi theo bảo vệ người dân làng Koda trong cuộc di tản không biết điểm đến này. Trên đường đi, Itami đã chạm mặt với hắc tu sĩ Rory. May mắn là bọn trẻ trong làng đã nói rằng nhóm trinh sát là ân nhân của họ nên mới không xảy ra chuyện. Mà gặp cái bà nhỏ này lần đầu tiên thấy được ô tô nên là đòi leo lên ngồi thử. Ai ngờ đâu bà leo thẳng lên người anh chàng Otaku ngồi luôn chứ. Thiệt, con gái con lứa gì kỳ cục kỳ khôi ghê vậy cả. Sau khi đi được một ngày đường, con hỏa long bỗng dưng xuất hiện bay đến tấn công bất ngờ khiến cho mọi thứ rơi vào hỗn loạn. Itami ra lệnh cho toàn đội tổng tấn công nhưng mà có vẻ súng đạn của bọn họ không hề có xi nhê với nó. Trong lúc cả đội trinh sát không biết phải làm thế nào thì cô gái tộc Elf đã tỉnh lại và ra hiệu cho Itami là hãy tấn công vào mắt của con hỏa long. Quả thật cuộc tấn công của cả nhóm đã đem lại hiệu quả khi ép con rồng vào thế phòng thủ. Thấy thời cơ đã đến, Itami liền ra lệnh cho một thành viên tiếp tục tấn công bằng phóng lựu. Hỏa lực mạnh mẽ của thứ vũ khí này đã khiến cho con rồng đau đớn rút lui. Sau trận chiến sống còn vừa qua, một số người kém may mắn đã không thể thoát khỏi cái chết. Trương Lan quyết định là giao lại những người già và trẻ em cho nhóm của Itami chăm sóc. Số còn lại sẽ cùng ông tiếp tục hành trình di tản. Không còn lựa chọn nào khác nên là anh chàng Otaku đành phải đưa tất cả những người còn lại về căn cứ tại đồi Anos. Điều này đã khiến cho tất cả mọi người đều rất vui mừng vì không ai bị bỏ lại. Tập 4. Vài ngày trước đó, một con hỏa long đã tấn công thẳng vào Plan Elf nơi mà cô gái tên là Tuka sinh sống. May mắn thay cha của cô đã kịp thời đưa cô xuống giếng. Cũng vì thế mà Tuka là người duy nhất trong làng còn sống sót và may mắn được nhóm của Itami đưa về căn cứ tại Anos. Về phần của anh chàng Otaku thì vừa về đến nơi đã bị cấp trên gọi đến mắng trong một trận tơi bời. Nhưng vì lý do nhân đạo nên là Trung tướng Hayama đã cho phép những người tị nạn được sống tại nơi đây. Và tất nhiên là đội trinh sát của Itami sẽ là người chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc giám sát bọn họ. Bước đầu, nhóm của Itami đã lập danh sách về thông tin của từng người tị nạn. Đầu tiên là một ông lão pháp sư tên là Kato cùng với đệ tử của mình là cô bé Lele 15 tuổi. Còn bà nhỏ Rory thì giới thiệu tập trước rồi nên là không có giới thiệu lại nha. Tiếp đó là cô nàng Elf tên Tuka đến từ rừng Koan. Lần đầu tiên tiếp xúc với những cỗ máy mạnh mẽ trước mắt đã khiến cho cô bé pháp sư không khỏi ngạc nhiên. Ngoài ra các món ăn mang đến từ Nhật Bản đã khiến cho lão Kato phải hết lời khen ngợi. Phía bên ngoài cánh cổng thì người dân Nhật Bản lên tiếng chỉ trích chính phủ khi đọc được các thông tin về vụ tấn công của hỏa long khiến 150 người chết. Một số người còn cho rằng phía lực lượng phòng vệ đã bỏ mặc người dân khi số liệu công bố không một ai trong quân đội bị thương cả. Dù chính phủ họp báo có nói là chỉ là một sự cố ngẫu nhiên ở thế giới bên kia cánh cổng nhưng mà vẫn có nhiều ý kiến cho rằng chính phủ đang cố tình che giấu sự thật. Cùng lúc đó, công chúa Pinya đã ra lệnh cho toàn bộ đội kỵ sĩ tiến thẳng đến Arnold để điều tra về quân đội Nhật Bản. Nhưng trước hết, họ sẽ ghé qua Italica để bàn lại kế sách.
Ba cô nàng, Lele, Toka, Rory rủ nhau ra khỏi căn cứ để nhặt vảy rồng từ xác những con rồng bay. Với nguồn nguyên liệu này, họ có thể đổi được một khoản kinh phí để đủ chăm lo cho những người dân tị nạn. Thế nhưng nơi gần nhất để đổi được vảy rồng chính là Italica. Vì vậy, nhóm trinh sát của Itami đã đích thân hộ tống họ đi đến đó. Cũng ngay lúc đó, Nghị viện Nhật Bản đã ban lệnh triệu tập khẩn cấp đến Itami nhằm đưa cậu đến buổi họp báo trước công chúng để làm chứng cho vụ việc hỏa long tấn công. Mà xui cái là ổng đã lên xe đến thành phố Italica mất rồi còn đâu. Tám năm, trên đường đi, Itami cảm thấy lo lắng khi chứng kiến một đám khói bốc lên từ thành phố Italica. Rory đã ngửi được mùi máu người từ khoảng cách xa khiến cho cô cảm thấy vô cùng hưng phấn. Ngay lúc đó tại thành phố, công chúa Pinya và đội quân của cô ấy đang ra sức chống lại bọn cướp. Cuối cùng do không thể tiến được vào thành nên là chúng đành phải rút lui. Thực chất bọn cướp này chính là tàn dư của quân đồng minh sau trận chiến với Nhật Bản khi trước nên bất đắc dĩ cô công chúa đã vướng vào cuộc chiến vô nghĩa này. Ngay từ nhỏ, công chúa Pinya đã được quốc vương cho phép đào tạo một đội kỵ sĩ cho riêng mình. Sau 7 năm được tướng Roy rèn luyện thì những cô bé ngày nào đã trở thành những thiếu nữ xinh đẹp võ công đầy mình. Quốc vương Mark cũng đã chấp nhận việc thành lập đội kỵ sĩ tiên phong hoa hồng do công chúa Pinya đứng đầu. Nhưng chưa kịp bước ra chiến đấu thì người hầu đã tạt một gáo nước lạnh vào mặt công chúa khiến cô tỉnh giấc. À, thì ra là nãy giờ nằm mơ thôi chứ từ ngày thành lập đến giờ công chúa và đội kỵ sĩ hoa hồng của mình có đánh đấm được trận nào đâu. Đoàn xe chính xác của Itami cũng đã đến được thành phố Italica. Nhưng do vừa mới trải qua một trận chiến thập tử nhất sinh với bọn cướp nên là công chúa Pinya đang rất đề phòng. Ai ngờ đâu cô còn thấy được tử thần Rory đi cùng với Itami nữa, vậy thì đành phải mở cổng rồi. Chưa kể thêm nhỏ pháp sư với nhỏ elf nữa, tụi nó mà dùng tới phép thì chỉ có nước ngậm hành thôi chứ sao mà đánh lại. Nghĩ đến đây, công chúa đã lấy hết can đảm của mình để mở cổng thành chào đón họ vào trong mặc dù chưa biết họ có phải là cướp hay không. Ai ngờ mở cửa mạnh quá trúng ngay mặt anh chàng Otaker khiến ổng ngã lăn ra đất. Công chúa kiểu gì mà báo quá trời quá đất vậy thím. Cũng may là sau một lúc thì Itami cũng đã tỉnh lại, chứ không là nguyên một đội trinh sát của ổng lao vô bắn bỏ hết cả đám rồi. Qua trò chuyện, công chúa Pinya biết được rằng Itami đến đây là để bán vảy rồng. Do thành phố đang có chiến sự với bọn cướp nên cậu sẽ cho cô mượn sức mạnh của quân đội trấn giữ nơi này an toàn. Mặc dù đang là kẻ thù của nhau nhưng mà cả hai vì tính mạng người dân ở thành phố này nên là sẽ tạm đình chiến. Phía căn cứ sẽ liên hệ qua bộ đàm với Itami kêu cậu quay về làm chứng cho cuộc họp báo. Mà giờ ổng đang mắc kẹt trong trận chiến với bọn cướp rồi giờ anh sao? Nhóm của Itami được công chúa Pinya phân công trấn giữ cánh cổng phía nam của thành phố. Nhưng đêm hôm đó bọn cướp đã tập trung 100% lực lượng đánh thẳng vào phía đông, nơi có lực lượng phòng vệ mỏng nhất. Với sự giúp sức từ tinh linh pháp sư thì những tên cướp đã tràn vào thành như vũ bão. Công chúa Pinya lần đầu tiên xuất trận vướng phải một thất bại không thể đau đớn hơn. Có lẽ là do cô đã dùng đội quân của Itami như những con cờ thí mạng ở cổng nam, nhưng đâu thể ngờ mọi thứ đều đi ngược lại. Tập 6. Trung tướng Hayama nhận được yêu cầu chi viện của Itami trong lần liên lạc trước đó nên là ông đã lập tức cử đội giao tranh 4 xuất kích yểm trợ cho thành phố Italica ngay trong đêm. Tướng lĩnh trấn giữ cổng phía đông đã chiến đấu và anh dũng hy sinh trước lưỡi kiếm của đám cướp. Điều này khiến cho công chúa Pinya cảm thấy bất lực. Giờ đây, cổng phía đông chỉ còn lại dân thường chiến đấu nên là nguy cơ mất thành đã lên đến 90%. Tử thần Rory đã không thể nào chịu đựng được nữa khi mà âm thanh của những binh sĩ đã ngã xuống đang được gửi tới thần Amroy thông qua cơ thể của cô ấy. Chính vì thế, hắc tu sĩ đã một mình xông thẳng đến cổng đông để tham gia trận chiến đẫm máu này. Nhóm của Itami cũng ngay lập tức tiếp viện. Ngoài ra, đội quân viện trợ của lực lượng phòng vệ mặt đất cũng đã đến nơi đang diễn ra giao tranh tại Italica. Rory khi ấy đã bắt đầu thú vui của mình, đó chính là thanh trần lũ cướp bằng chiếc lưỡi hái chết chóc trong tay. Nhưng quả tên lửa đầu tiên của quân tiếp viện đã được bắn thẳng vào toán cướp với hỏa lực cực mạnh. Đội giao tranh 4 bắt đầu oanh tạc cả khu vực. Lần lượt từng tên cướp đã bị hạ gục khi phải đối đầu với một sức mạnh nằm ngoài sức tưởng tượng. Rory thì đang tận hưởng thú vui chết chóc một cách hăng say nhất. Kuribayashi, cấp dưới của Itami cũng vừa đến kịp liền tham chiến cùng hắc tu sĩ. Dù lực lượng của bọn cướp rất đông nhưng mà khi đứng trước sức mạnh của một á thần và binh chủng Nhật Bản thì chúng hiện tại chả có tí tuổi gì mặc dù vừa mới qua năm 2023. Itami và những người khác ra sức yểm trợ cho hai cô gái quẩy một cách hết mình trong trận chiến này. Để kết thúc trận chiến, đội giao tranh 4 đã bắt đầu 10 giây đếm ngược trước khi tàn sát tất cả khu vực. Ngay lập tức Itami và đồng đội đã nhanh chóng vét hai cái bà hăng máu kia ra khỏi đó. 10 giây kết thúc, súng máy liên thanh của đội giao tranh 4 xả xuống một loạt đạn giết sạch tất cả những tên cướp trong khu vực. Công chúa Pinya cũng đã tận mắt chứng kiến được sức mạnh hủy diệt của quân đội Nhật Bản. Cô không thể ngờ rằng chỉ với một con quái vật bay bằng sắt đã có thể giết chết hàng trăm người chỉ trong vài phút. Công chúa nói rằng nếu giờ mà quân đội Nhật Bản có yêu cầu cô đầu hàng thì cô cũng quỳ xuống cầu xin chứ thương xót không thể nào mà chống lại sức mạnh thần thánh này được. Con trai nội Itami thì lúc này vẫn đang lợi dụng ẵm bà Rory mặc dù mọi thứ đã an toàn. Kết quả là bị đấm cho sưng con mắt.
kiểu này cũng đâu có oan gì đâu, ham gái hả mày? Trung tá của quân đội Nhật Bản đã đứng ra ký kết hiệp ước với công chúa Vinja ngay sau khi trận chiến kết thúc. Phần quan trọng nhất trong hiệp ước lần này chính là phía đế quốc phải đảm bảo quyền nhân đạo đối với các tù binh, dù cho chúng là những tên cướp giết người máu lạnh. Và điều thứ hai là phải đảm bảo an toàn cho những người ngoại giao của phía quân đội Nhật Bản. Ngay sau đó, quân lính của đội giao tranh 4 đã ngay lập tức rút quân, còn mấy cái bà nhỏ của Itami thì đang tranh thủ lúc này để bán đi số vảy rồng đã nhận được trước đó cho một thương nhân. Sau khi hoàn thành mục tiêu chính thì đội chính xác của Itami sẽ hộ tống cả bọn quay về đội Arnold. Mà mới vừa rời khỏi đó không xa thì nhóm của anh chàng Otaker đã phải chạm trán với đội kỵ sĩ Hoa Hồng từ đầu đi đến. Do đã ký kết hiệp ước trước đó nên là Itami liền ra lệnh cho toàn đội của mình không được tỏ ra thù địch. Một mình cậu sẽ bước xuống nói chuyện với họ. Vừa mới mở miệng ra là anh chàng Otaker đã ăn ngay một vả vào mặt. Lo sợ đồng đội sẽ nổ súng nên là cậu đã ra lệnh cho bọn họ rút lui. Còn bản thân sẽ trở thành tù nhân của mấy cô em xinh đẹp này. Tập 7, những người đồng đội của Itami cũng đang vô cùng lo lắng khi không biết đội trưởng mình bây giờ ra sao. Công chúa Vinja lúc này đang rất tức giận khi các kỵ sĩ dưới trướng của mình đã phạm phải một tội tay trời. Mới ký hiệp ước hòa bình chưa tới một ngày mà đánh thằng nhỏ bây giờ nhìn người không ra người ngưỡng, không ra ngưỡng như thế kia thì biết sao mà ăn nói với quân Nhật Bản đây. Trong khi đó, đội trinh sát đã thành công đột nhập vào Italica bằng phép thuật tinh linh của cô nàng Tuka. Còn anh chàng Otaku thì giờ chẳng khác gì đang ở thiên đường với bốn cô hầu tai thú xinh đẹp quay quanh. Vì công chúa Vinja đã ra lệnh phải thiết đãi Itami hết mức nên là giờ cậu có thể gọi là muốn làm gì cũng được, đừng làm ẩu là được ạ. Đến khi tìm được vị trí của Itami thì cả bọn mới há hốc mồm trước sự sung sướng của ổng. Biết vậy khỏi cứu nó cho rồi, nhìn mà tức á. Công chúa Vinja đang rất lo lắng khi người của cô vi phạm hiệp ước đã ký trước đó. Lo sợ sự việc này sẽ là cái cớ để Nhật Bản có thể xâm lược đế chế nên là cô đã lệnh cho Project sử dụng mỹ nhân kế nhằm xoa dịu vết thương thể xác của Itami. Mà bà này bị quê một đống khi mà ăn nguyên ly bơ của ông kia luôn dù cho đã ăn diện điện nước đầy đủ. Tức giận vì bản thân cũng là cô con gái cưng của giới quý tộc khét tiếng ở đế chế mà giờ là bị xem thường nên là Project đã không thể nhịn được lao đến tặng cho một bạt tai vào mặt anh chàng Otaku. Thế là nguyên buổi giao lưu văn hóa của đội trinh sát đã ngay lập tức phải dừng lại để quay về căn cứ. Công chúa Vinja giờ đã hạn hán lời khi cấp dưới của mình liên tục gây thù chuốc oán như vậy. Cô còn nghe nói là Itami phải quay về để họp với hội đồng cấp cao Nhật Bản thì lại càng thêm lo lắng. Thế nên công chúa sẽ cùng Project đích thân đi đến Arnold để xin lỗi về mọi hiểu lầm vừa rồi. Trên đường đến Arnold, công chúa Vinja đã tận mắt thấy được sức mạnh tối tân của quân Nhật khiến cho cô sợ rằng đế quốc sẽ bị xâm lược. May mắn thay, cuộc gặp mặt giữa công chúa Vinja và trung tướng Hayama đã thành công tốt đẹp. Cả hai bên cũng đã xin lỗi này kia kia nọ nên là không đặt nặng vấn đề đó nữa. Sắp tới Itami phải đưa những người tị nạn tham dự cuộc họp báo tại Nhật Bản. Không chỉ có Tuka, Rory và Plele mà cả công chúa Vinja và Project cũng tham gia vào chuyến đi lần này. Nhưng sự xuất hiện của công chúa sẽ được giữ bí mật nội bộ vì cô ấy chính là cầu nối duy nhất giữa Nhật Bản và đế chế. Tập 8. Bước qua cánh cổng, Vinja lần đầu tiên tận mắt thấy được những tòa nhà cao chọc trời khiến cho cô vô cùng sửng sốt. Đến đây thì công chúa thật sự chắc chắn rằng đế quốc của mình đã chọc nhầm vào một ổ kiến lửa. Nếu chẳng may chiến sự giữa hai nước này xảy ra thì Nhật Bản gần như sẽ nắm chắc phần thắng. Người đứng ra đón tiếp nhóm của Itami lần này chính là ông Komakaro, một cựu thành viên trong cục tình báo quốc gia. Thông qua những gì ông điều tra thì điểm số tốt nghiệp của anh chàng Otaku thấp nhất lớp và vừa đủ đậu. Không biết do may mắn hay gì mà Itami cũng đã hoàn thành được khóa huấn luyện địa ngục Ranger. Không chỉ vậy, cậu còn trở thành một thành viên của Special Forces Group, một lực lượng đặc biệt có thể so sánh với biệt đội Delta của Mỹ. Kuribayashi nghe xong thì gần như là bị tẩu hỏa nhập ma, vì người như Itami trong mắt cô gái này chỉ là một kẻ lười biếng thích xem anime và mê mấy em tai mèo mà thôi. Để có thể tham gia vào nghị viện thì anh chàng Otaku đã dắt các cô gái đi mua sắm vài bộ đồ mặc cho chỉnh tề, sau đó còn dắt họ đi ăn một bữa thật no nê trước khi tham gia họp báo. Công chúa Vinja và Project sẽ được bí mật đưa đến phòng ngoại giao để tham gia vào cuộc đàm phán giữa hai nước. Trong khi đó, Itami và ba cô gái tị nạn đã bước vào cuộc họp của nghị viện Nhật Bản. Thành viên quốc hội đã chất vấn anh chàng Otaku rằng tại sao lại để hơn 150 người chết dưới cuộc tấn công của một con rồng. Cô gái này cố dùng mọi lý do để buộc tội đội tự vệ của Itami nhưng mà cậu đã cho rằng tất cả sự cố trên là do đội của mình không được trang bị hỏa lực mạnh mẽ hơn. Vì với loại đạn tròn 7.2 ly thì bắn vào con rồng chẳng thắng vào đâu cả. Lele cũng đứng ra làm chứng cho Itami. Cô đã học được một ít tiếng Nhật nên là việc này đã cứu được cậu một bàn thua trông thấy. Cuối cùng là đến lượt của cái bà Rory lên đối chất. Thấy vậy chứ bà nhỏ này chính là người rành tiếng Nhật nhất trong đám. Cô kể lại chi tiết trận chiến của đội trinh sát 3 với con hỏa long và đảm bảo rằng đội tự vệ của Itami hoàn toàn vô tội. Tại đây, người dân Nhật Bản còn biết được Rory hiện tại đã 961 tuổi, còn cô nàng Aotoka thì đã 165 tuổi. Đáng lý, Rory cũng là một con người nhưng sau khi trở thành á thần thì cơ thể đã ngừng phát triển.
Đến khoảng 1.000 năm thì Bori sẽ từ bỏ cơ thể để trở thành tinh linh rồi sau đó trở thành thần. Bên phía công chúa Binja cũng đã biết được phía Nhật Bản hiện đang bắt giữ khoảng hơn 6.000 tù binh trong đợt tấn công tại Ginza. Nhà ngoại giao Nhật Bản cũng đã hứa rằng sẽ thả trước một số người cho đế quốc nếu công chúa đồng ý và buổi đàm phán đã thành công tốt đẹp. Ngay sau đó, nhóm của Itami đã bí mật dùng tàu điện ngầm để đi đến cánh cổng. Chiếc xe buýt đang hộ tống trên đường thật ra chỉ là đánh lạc hướng các thế lực thù địch. Thế nhưng, ngay cả tàu điện cũng đã bị nhắm đến nên là Itami chỉ còn cách là đưa các cô gái đến ở tạm nhà vợ cũ của mình ngay trong đêm. Cô vợ cũ của Itami tên là Risa Aoi, một mangaka, hiện tại cả hai đã ly hôn và chỉ là bạn bè. Sáng hôm sau, Itami quyết định là chia mọi người ra làm hai nhóm để tránh sự chú ý. Do công chúa Pinja và Poyet muốn đến thư viện để xem thêm về văn học Nhật Bản nên nhóm còn lại sẽ được cậu dẫn đi mua sắm. Và nhỏ Rory khi nhìn thấy được một bộ đồ mới siêu cute thì mê lắm. Mặc dù đã 961 tuổi rồi đó mà cứ như là con nít vậy. Còn chân lý của cái bà công chúa Pinja và Poyet là mấy quyển truyện tranh đam mỹ. Do không biết chữ nên là mấy bà thấy hình trai đẹp là mê à, chứ có ở đó mà văn với trả học gì đâu. Trong thời gian rảnh, Itami đã gặp lại người bác của mình là ông Kano, cựu bộ trưởng bộ quốc phòng Nhật Bản. Thực ra hai người này quen nhau là vì 20 năm trước anh chàng Otaku đã giới thiệu cho ông mấy bộ manga mà thôi, chứ chẳng hề có bà con gì cả. Việc cậu đến gặp ông bác này cũng là để xin một vé đến khu nhà trọ quốc phòng để cho mấy bà nhỏ tắm xuống nước nóng ở đó. Đến giờ hẹn, cả nhóm của Itami đã tới được khu xuống nước nóng. Trong khi đó, ông Kano đã đích thân đứng ra chỉ huy biệt đội đặc biệt bảo vệ những vị khách đến từ thế giới bên kia cánh cổng. Rồi đó, tới cái khúc tắm nước nóng thì hiểu đi ha. Thôi té qua mấy khúc này luôn chứ mệt lắm á nha mấy bạn. Trong lúc nhóm của Itami đang thư giãn trong hồ nước thì những tên đặc biệt của các cường quốc đã mai phục sẵn xung quanh. Dưới sức ép đến từ Tổng thống Mỹ, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gọi đến ông Kano yêu cầu rút đội bảo vệ quay về. Tối hôm đó, Itami đã tỉnh lại sau cuộc nhậu say quên lối về và phát hiện Rory đang ngồi bên cửa sổ. Những đặc vụ từ các nước đang thanh trừng lẫn nhau phía bên ngoài nên khiến cho nỗi rạo rực trong người của hắc tu sĩ dân trào. Itami do không muốn Rory ra ngoài chiến đấu nên đã trở thành mục tiêu cho cái bà nhỏ này giải quyết nhu cầu. Tập 10, xém tí nữa là anh chàng Otaku đã trở thành bữa ăn của tử thần Rory rồi. May mà chiếc điện thoại đã réo lên cứu nguy kịp thời. Cậu đã nhận được tin nhắn từ ông Kano và biết rằng tình hình lúc này vô cùng tồi tệ. Phía bên ngoài, những đội đặc vụ của các nước đã chạm mặt với nhau. Rory cũng không hề bỏ lỡ cuộc vui nên liền xông ra giải phóng cơn khát máu của mình. Chỉ trong nháy mắt, lưỡi hái của hắc tu sĩ đã nhuộm đỏ máu của kẻ địch. Trong khi các đặc vụ chưa kịp động đến súng thì đã bị tử thần Rory cắt tiết. Tất cả khung cảnh này đã tạo nên một trận chiến vô cùng đẫm máu cùng với những màn xạ súng hỗn loạn. Rory thì càng hăng máu hơn vì rất lâu rồi cô mới có một bữa tiệc đông vui như vậy. Tất cả các biệt đội đến từ những cường quốc như là Trung Quốc, Nga và Mỹ đều có mặt vì hiện tại vùng đất ở bên kia cánh cổng chính là một nguồn tài nguyên vô tận. Thế nên cuộc tranh giành bắt cóc những người đến từ thế giới sau cánh cổng là để hiểu rõ về nơi đó. Nhưng mà xui cái là bọn họ đã chạm mặt với tử thần Rory. Vì là một á thần nên cơ thể của cô sẽ tự động hồi phục và gần như là bất tử. Sau khi dẹp loạn tại đó, nhóm của Itami đã khẩn trương tiến đến Ginza. Risa đã kêu gọi khoảng hơn 1.000 người đến đó vào sáng hôm sau nhằm tạo nên khung cảnh đông đúc dân thường khiến kẻ địch khó lòng ra tay. Đúng như dự đoán, các tình báo đặc công CIA của Mỹ đã có mặt tại khu vực để chờ bắt giữ nhóm của Itami. Thế nhưng ông Komakado đã biết rõ âm mưu này của chúng và sớm đứng ra ngăn chặn. Thế là đã dẹp được mối nguy hiểm, nhóm của Itami đã đường đường chính chính bước giữa phố đến viếng hoa cho những người đã mất tại sự cố Ginza khi trước. Ngay sau đó, những người đồng đội của Itami đã lái xe từ bên kia cánh cổng đến để đón cả nhóm quay về trong tiếng hò reo của người dân Nhật Bản. Sau chuyến đi để đời này thì công chúa Binja đã quyết tâm ngăn chặn chiến sự giữa Nhật Bản và đế quốc của mình bởi vì cô biết rõ rằng thế giới của mình không hề có một chút cơ hội thắng nào trong trận chiến này. Tập 11. Đã 5 tháng trôi qua kể từ lúc nhóm của Itami rời Nhật để về lại đồi Anos, số lượng dân tị nạn đã kéo đến một đông hơn và vô tình hình thành được một cái thị trấn nhỏ ở cạnh sư đoàn 5 của lực lượng phòng vệ mặt đất. Về phía công chúa đã đưa đến cung điện đế quốc một đặc vụ ngoại giao tên là Koji của Nhật Bản với hy vọng là sẽ mang lại hòa bình cho thế giới này. Cô sẽ thuyết phục các tầng lớp quý tộc của Thượng viện với phương châm ủng hộ hòa bình giữa hai quốc gia. Đầu tiên, Binja và Koji đã nhắm đến một người có sức ảnh hưởng trong Thượng viện đế quốc để lôi kéo chính là bá tước Cicero. Nhưng sau khi ông ta biết được Koji là người ở nước đối thủ liền tỏ ra phản đối quyết liệt. Cũng may là công chúa đã có dự phòng trước. Sau khi đưa ra danh sách các tù binh sẽ được Nhật Bản trao trả lại cho đế quốc có cả tên đứa cháu của mình thì ông Cicero đã đồng ý trở thành đồng minh của công chúa. Itami giờ đây đang hưởng thụ một cuộc sống yên bình tại thế giới mới khi chiều nào ông cũng rủ cái bà Rory đi nhậu. Đúng lúc đó, một cô nàng Dark Elf tên là Rusi bước tới thét thẳng vào mặt của tử thần Rory rằng con nít mà bày đặt uống rượu hả mày? Điều này đã khiến cho những người bên trong quán bắt đầu cảm thấy lo sợ.
vì trước giờ chưa có ai dám gọi tử thần Rory là con nít cả. Nhưng Rory không hề tức giận mà lại tiếp tục diễn và cho rằng chính Itami là kẻ đã ép rượu cho mình. Cũng may là anh chàng Otaku đã bỏ chạy kịp thời chứ không là mệt với cái bà nhỏ này. Cả quán rượu biết được Tsuji đến Arnold chính là để nhờ đội quân trang phục xanh đã từng đánh bại lui con hỏa long giúp làng của cô ấy. Bù lại phần thưởng sẽ là một viên đá bảo vật của tộc Dark Elf. Nhưng mà bà đâu biết rằng mình mới vừa chỉ kiếm vào người đã từng chỉ huy trong trận chiến với hỏa long đâu. Tập 12, sáng hôm sau cô nàng Dark Elf đã chạy thẳng đến doanh trại của lực lượng để cầu xin sự giúp đỡ nhưng không ai hiểu được ngôn ngữ của cô. Đang lúc chán nản thì Tsuji đã gặp được Mia. Thấy cô ấy có thể trò chuyện với anh lính mặc đồ xanh nên là Tsuji đã lao đến cầu xin Mia giúp mình. Sau đó cô nàng Dark Elf được đưa đến căn cứ và gặp được Lele. Tsuji liền kể lại câu chuyện làng mình bị hỏa long tấn công. Thế nhưng sau khi trung tướng Hajima nghe được thì đã ngay lập tức từ chối giúp đỡ vì ngôi làng của cô nằm ở phía sau đế quốc. Nếu kéo một lượng lớn quân lính đến đó thì sẽ được xem là hành vi tuyên chiến với đế quốc. Còn nếu đem quân đi quá ít thì sẽ đặt những người lính Nhật Bản vào chỗ chết. Itami hiện tại đã đi đến đế quốc để gặp công chúa Pinza và đưa bả mấy quyển manga đam mỹ. Đã vậy bả còn mang về cho cả đám nữ kỵ sĩ xem chung mới ghê chứ. Nào là câu chuyện về cha dầu ăn, truyền thuyết Neptune v.v. Đến cha nội nhà ngoại giao vừa nhìn thấy cũng không biết phải về báo cáo vụ này ra sao luôn á. Cùng lúc đó tại căn cứ đồi Arnold thì Tsuji đã khóc cạn cả nước mắt khi mà cô ấy thất bại trong việc kêu gọi giúp đỡ từ lực lượng phòng vệ. Những người lính ngồi bàn bên cạnh cũng không khỏi xót xa. Bọn họ đã nói rằng hiện tại chỉ còn có Itami là có thể giúp được cô mà thôi. Và những diễn biến trên đã khép lại season 1 này ngay tại đây rồi mọi người ơi. Không biết rằng liệu Itami và công chúa Pinza cùng những người bạn có thể ngăn lại cuộc chiến giữa đế quốc và Nhật Bản hay không? Còn về cô nàng Dark Elf có tìm được người để đánh đuổi hỏa long cứu sống dân làng của mình hay là đành phó mặc cho số phận đây? Muốn biết thì chúng ta cùng theo dõi ở season 2 nhé. Tập 1. Để chuẩn bị cho một cuộc đàm phán quan trọng với các thành viên quý tộc của đế chế thì Itami sẽ đảm nhiệm việc chỉ huy chiến dịch. Mục tiêu lần này của Nhật Bản chính là lôi kéo các thành viên của Thượng viện đứng ra ủng hộ hòa bình giữa hai nước. Tại thủ đô của đế chế, đại hoàng tử Zuzuru nhận được tin báo có rất nhiều thành viên của hội đồng trưởng lão đang bị mua chuộc. Các tù binh bị bắt giữ tại Nhật Bản chính là thứ để ra giá với họ vì đa số đều là con cháu của giới quý tộc. Ngoài ra, đại hoàng tử còn biết rằng có một cuộc họp mặt giữa các quý tộc và sứ giả của Nhật Bản đang được diễn ra tại vườn Thượng Uyển nên đã tức tốc đến đó. Itami lúc này đang trình diễn sức mạnh quân sự của Nhật Bản cho các quý tộc trong Thượng viện thấy rõ. Ông nào ông nấy sau khi chứng kiến hỏa lực khủng khiếp của lực lượng phòng vệ thì đã sợ xanh mặt. Đến màn diễn tập bắn súng phóng lựu thì các thành viên Thượng viện mới hiểu ra rằng quốc gia của họ hoàn toàn không hề có cửa để thắng trước quân đội của Nhật Bản. Ngay sau khi kết thúc diễn tập, đội lính gác canh gác vòng ngoài của Itami báo cáo về việc có một đám người là mặt đen tiến vào trong khu vực. Nhận thấy cuộc họp bí mật đã bị bại lộ nên là anh chàng Otaku liền nhanh chóng cử người đưa những vị khách VIP quay lại thủ đô của đế quốc để tránh bị nghi ngờ. Đến khi đội kỵ sĩ của Zuzu đến nơi thì cuộc họp đã trở thành một bữa tiệc ngoài trời của công chúa Pinza. Do không thu được bằng chứng gì nên là đại hoàng tử đã bước đến và ăn thử một món. Ai ngờ đâu ổng thấy ngon quá nên đã sai người đem hết thịt về cung điện của mình. Dù đã thoát được ánh mắt hoài nghi của anh trai nhưng mà tam công chúa Pinza biết rằng đây chính là một lời cảnh báo của các quý tộc phe bảo thủ trong thượng viện gửi đến bọn họ. Đội 3 của Itami đã đưa những quý tộc phe hòa bình vào thủ đô đế quốc bằng cổng phía nam. Do đây là một khu đèn đỏ nổi tiếng của thế giới này nên hành tung của các vị khách VIP sẽ không bị chú ý. Ngoài ra lực lượng phòng vệ còn thiết lập một căn cứ mới ngay tại khu ổ chuột để dễ dàng chiến thám. Tại căn cứ đồi Arnold, cô nàng Dark Elf vẫn không hề từ bỏ mục tiêu tìm kiếm sự giúp đỡ của làng của mình. Và hiện tại, người có thể làm được việc này không ai khác ngoài Itami. Bằng việc hỏi thăm nữ pháp sư tại quán nhậu thì Tsuji biết được rằng thứ khiến cho Itami phải xả thân để bảo vệ chỉ có 3 người. Đó chính là 3 cô gái tên là Lele, Rory và cô nàng Elf Toka. Đêm hôm đó, có một nhóm á nhân ở khu đèn đỏ đã nhận biết rằng có một trận động đất sắp xảy đến liền thông báo với lực lượng phòng vệ. Tất cả mọi người liền được đưa ra khỏi nhà để giữ an toàn. Itami cũng đã nhận được tin tức này liền thông báo cho Tam Công Chúa nhưng hiện tại cô ấy không hề tin việc mặt đất có thể chuyển động. Ngay sau đó, một dư chấn cực mạnh vang lên khiến cho mặt đất rung lắc dữ dội. Đến giờ thì Công Chúa Pinza mới thật sự tin vào lời của Itami đã nói. Tập 2. Trận động đất đã khiến cho người dân ở thế giới này vô cùng sợ hãi vì nghĩ rằng đây là sự nổi giận của thần. Pinza cảm thấy lo sợ khi chứng kiến được hiện tượng lạ lẫm này. Riêng về Itami và lực lượng phòng vệ thì đối với họ điều này là hết sức bình thường. Vì ở Nhật Bản, động đất vẫn thường xuyên hay xảy ra. Sau khi cơn dư chấn qua đi, công chúa Pinza đã tức tốc cùng nhóm của Itami đi thẳng đến cung điện để lo cho sự an nguy của quốc vương Mort. Vì thường thì sau một dư chấn lớn sẽ xuất hiện thêm vài dư chấn nữa. Cuối cùng, Itami và đại sứ Sugawara đã gặp mặt được quốc vương Mort với tư cách là một chuyên gia xử lý hậu quả của động đất, chứ không hề liên quan đến chiến sự.
Cùng lúc đó, đại hoàng tử Zorro cũng hiên ngang bước đến báo cáo rằng sắp có một trận động đất khác sẽ đến và yêu cầu mọi người hãy trốn đi. Lý do hắn ta biết được việc này là từ một cô gái tên là Noriko, một nữ tù nhân mà hắn đã bắt được phía bên kia cánh cổng. Ngay khi nhận ra cô gái đáng thương trước mắt chính là công dân của Nhật Bản thì Itami đã lao tới đấm cho tên hoàng tử một đấm. Cấp dưới Kuribayashi cũng ngay lập tức có mặt để giải cứu cho Noriko. Đại hoàng tử đứng dậy, vô cùng cay cú, hắn đã triệu tập binh lính nhằm chôn xác nhóm lực lượng phòng vệ ngay tại nơi này. Để đáp trả lại sự ngông cuồng của Zorro thì Itami đã ra lệnh cho cấp dưới có thể tùy ý bắn trả bất cứ lúc nào. Chỉ đợi có thế, Kuribayashi ngay lập tức gắn lưỡi lê vào cò AK của mình và lao vào bật đồ xác. Lần lượt từng tên lính đã phải ngã xuống khi mà chưa có một viên đạn nào được bắn ra. Dù rằng chỉ có một mình cô ấy tham chiến nhưng mà vô số tên tép riu đã phải ngậm hành đầy mồm. Với khẩu AK trên tay, Kuribayashi đã phá tan hàng phòng ngự của đối phương. Chỉ sau một ít phút thì hàng chục tên lính đã bị hạ gục khiến cho Zorro sợ xanh mặt. Itami cũng đã biết được không chỉ có một mình Noriko bị bắt nên đã tra khảo Zorro về những người còn lại. Mà gặp phải cái thằng này hơi cứng mồm nên là anh chàng Otaku đành phải dùng biện pháp mạnh. Ngay khi nhận lệnh, Kuribayashi liền lao đến đấm cho tên đại hoàng tử bầm dập mặt mũi. Đấm kiểu này thì đừng có hỏi tại sao ba má lại nhìn không có ra nha. Ông vua thấy thằng con bị đập như cái mền rách cũng không dám ó hé nửa lời vì bất lực. Ngay lúc Itami định tiễn Zorro về với ông bà vì tội ngoan cố thì Taylor, một á nhân và cũng là nô lệ của đại hoàng tử đã đứng ra ngăn cản. Ngay sau đó, đại sứ Sugawara cũng đã yêu cầu công chúa Binza hãy sắp xếp trao trả tù binh Nhật Bản trong thời gian sớm nhất. Ngay hôm sau, hai chiếc máy bay phản lực của Nhật Bản đã bắn tên lửa đạn đạo phá hủy hoàn toàn Thượng viện Hoàng gia như một lời cảnh báo vũ lực đến đế quốc. Do phía lực lượng phòng vệ đã thông báo trước nên là vụ tấn công không hề có ai bị thương hay thiệt mạng. Noriko được trực thăng của lực lượng phòng vệ do Itami dẫn đầu đưa về căn cứ tại Anos. Do gia đình của cô gái đáng thương này đã chết trong sự cố tại Ginza nên là Itami đã viện lý do không có sống để tránh cú sốc tinh thần cho cô ấy vào thời điểm này. Tuka hiện tại vẫn không hề chấp nhận cái chết của cha mình. Thế nên, cứ đêm xuống là cô nàng Elf lại ra ngoài để tìm ông ấy. Tập 3, trung úy Zenagira đã kể lại cho Itami nghe về chuyện cô nàng Dark Elf Dulce đang cầu cứu vì ngôi làng của mình. Anh trai này cũng hứa rằng sẽ giúp đỡ cậu đi đến đó dưới danh nghĩa tìm kiếm tài nguyên cho quân đội Nhật Bản. Nhưng Itami đã chiến đấu với Hỏa Long một lần nên cậu hiểu rõ sức mạnh của nó. Anh chàng Otaku không hề muốn người của mình sẽ phải mất mạng trong nhiệm vụ này nên đã từ chối. Thế nhưng điều mà Itami không ngờ đến chính là Tuka đã bị cô nàng Dark Elf nói ra sự thật về cái chết của cha mình. Trong lúc đau đớn thì cô đã nảy sinh hoang tưởng cho rằng chính Itami là cha của mình. Nữ pháp sư Plele đã dùng phép thuật ru ngủ để giúp Tuka không bị kích động. Ngay sau đó Itami đã tìm đến Dulce để nói chuyện và biết rằng cô nàng Dark Elf sẽ bất chấp mọi thứ để có được sự trợ giúp từ cậu. Lý do cô nói cho Tuka biết sự thật đó là vì cách duy nhất để cô ấy vượt qua nỗi đau bằng việc báo thù. Tất cả mọi người trong lực lượng phòng vệ đều nói rằng chỉ có Itami mới làm được nên Dulce chỉ còn cách là quỳ xuống cầu xin cậu hãy giúp đỡ ngôi làng của cô. Do không nỡ nhìn Tuka đau khổ thêm nữa nên là Itami đã chấp nhận việc đóng giả làm cha của cô ấy. Nếu giờ mà cậu ấy nói ra sự thật thì tâm lý của cô nàng Alf sẽ rơi xuống vực thẳm của sự điên loạn ngay lập tức. Dulce cũng đã cảnh báo Itami việc anh đóng giả làm cha cô nàng Alf sẽ không thể kéo dài thêm nữa. Điều cần làm để giúp cho Tuka trở lại bình thường chính là đưa cô đến trả thù Hỏa Long để vượt qua nỗi đau tột cùng này. Cuối cùng, Itami đã quyết định sẽ lên đường cùng Tuka để giúp cho cô ấy trả thù mà không cần đến bất kỳ sự trợ giúp nhân lực nào từ quân đội. Trung úy Zenagira sẽ đứng ra chuẩn bị thức ăn, vũ khí và đạn dược đủ cho 5 người vì có thêm bà nhỏ Prori đòi đi theo cùng với Plei và Dulce cũng muốn góp sức của mình. Trước khi khởi hành, á thần Rory còn tranh thủ ký khế ước với Itami để lỡ có chuyện chẳng may xảy ra thì linh hồn của cậu sẽ thuộc về bả. Ngay sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, nhóm 5 anh em trên một chiếc xe tăng đã lập tức lên đường tiến đến LP để tiêu diệt Hỏa Long. Tập 4. Tại cung điện, nữ hoàng chiến binh thỏ Taylor đang toan tính cho một âm mưu lật đổ đế chế bằng cách thao túng đại hoàng tử Zorro. Mục đích của cô gái á nhân này chính là nhắm đến việc sát hại Noriko để châm ngòi cho xung đột giữa hai quốc gia nhằm mượn tay Nhật Bản tiêu diệt đế chế thối nát, trả thù cho tộc của mình. Trung úy Zenagira đã tường trình với cấp trên rằng Itami hiện tại đang tham gia vào nhiệm vụ thăm dò tài nguyên tại Abi. Do mọi người đều đã biết rõ rằng anh chàng Otaku đang trên đường đi kiếm con Hỏa Long tính sổ, nên Trung tướng Hazama ngay lập tức điều động thêm đội giao tranh số 1 và đội chính xác trên không cùng với hỏa lực cấp cao để hỗ trợ cho nhóm của Itami. Trước khi đi, Trung úy Zenagira đã đến phòng gặp lại Pluran, vua của xứ Abi, người đã thất bại trong trận chiến chỉ huy quân đồng minh khi trước. Ông ấy đã nhờ anh gửi giúp hai lá thư cho hai người tướng lĩnh ở LV để tổng hợp lực lượng lật đổ đế quốc. Vì giờ quê hương của ông đã bị hoàng tử chiếm đóng. Đổi lại, Trung úy Zenagira đã yêu cầu quyền được khai thác tài nguyên và miễn thuế tại LV.
Noriko biết bố mẹ của mình đã thiệt mạng trong sự cố tại Ginza khi trước nên là cô đã mất hết hy vọng sống. Đúng lúc đó, gián điệp Á Nhân đã tìm tới nhằm giết cô nàng thì may mắn được Trung úy Zanagira kịp thời ngăn cản. Dù vậy, trong lúc giằng co thì anh ấy đã bị cô gái Á Nhân đâm một nhát dao khiến tình trạng trở nên nguy kịch. Cả hai ngày sau đó được đưa đến phòng chăm sóc để điều trị. Ngày hôm sau, lực lượng phòng vệ tại căn cứ đã điều tra xung quanh và phát hiện một lá thư có con dấu của tộc Forma nên liền mở rộng điều tra. Sau đó họ đã lấy lời khai và biết được quản gia của tộc Forma đã thú nhận rằng phe đối lập đang cố gắng giết chết Noriko. Nghi ngờ lớn nhất của phía quân đội hiện tại đang đổ dồn vào Zuzuru nên là Trung tướng Hazuma đã ra lệnh cho đội trinh sát số 3 theo dõi khu vực xung quanh Đại Hoàng Tử. Đội giao tranh số 1 trên đường bay đến hỗ trợ cho nhóm của Itami đã chạm mặt với hỏa long trên bầu trời. Với tốc độ có thể xếp ngang với máy bay cánh kép và có thể xoay dễ dàng nên rất khó để đối đầu với con rồng này trên không. Một người lính đã quyết định đối đầu trực diện với nó và kết quả là chiếc máy bay của anh chàng đó đã banh chành mà con rồng vẫn không xi nhê gì cả. May mắn là không có ai bị thương trong lần giao chiến này. Nhóm của Itami lúc bấy giờ đã đến được hẻm núi nơi mà cả bộ tộc Dark Elf đang trú ngụ. Chưa kịp bàn phương án tấn công thì đột nhiên con hỏa long đã xuất hiện. Rory và Pleiley cùng nhau hợp sức tấn công quyết liệt nhưng mà nó khó xơi hơn những gì mà họ nghĩ. Trong lúc đó, Itami đã tiến đến bên cạnh Tuka và nói ra sự thật cho cô nàng biết rõ. Giờ đây, cô nàng Alf chỉ còn cách là tự tay trả thù con rồng mới có thể vượt qua nỗi đau mất mát này. Không may, tên lửa được Tuka bắn ra đã trượt mất mục tiêu nhưng dù gì cũng đã đuổi được hỏa long rời khỏi đó. Tập 5, ngày tối hôm đó, làng Dark Elf của Dulce đã đề cử những chiến binh mạnh nhất cho Itami. Trưởng làng còn cho biết vị trí hang ổ của con rồng trên ngọn núi lửa gần đó. Trước khi lên đường, anh chàng Otaku đã hướng dẫn sơ bộ cho các chiến binh Dark Elf cách sử dụng súng phóng lựu. Còn cậu nhấn mạnh rằng hãy lưu ý những người phía sau khi bóp cò để tránh việc báo đời báo đốm đến đồng đội. Sau nửa ngày đi bộ lên đến núi lửa, nhóm đã đến được hang động. Đây chính là đường tắt để đi thẳng đến ổ của hỏa long. Do Rosie sợ bóng tối nên là cô ấy sẽ có nhiệm vụ canh chừng phía bên ngoài báo hiệu khi nào mục tiêu quay về tổ thông qua bộ đàm. Cả nhóm đã dừng lại ăn uống nghỉ ngơi trước khi bước vào trận chiến sống còn. Sau khi nắm được thông tin hỏa long không có trong tổ thì cả nhóm bắt đầu hành động. Khi tiến vào hang rồng thì Itami phát hiện vỏ những quả trứng rồng đã nở. Lily cho rằng số vỏ trứng này đã nở rất lâu rồi nên là cả nhóm có thể yên tâm vì một loài rồng này không hề sống theo đàn. Dưới sự dẫn dắt của Itami, mọi người bắt tay vào đặt bẫy. Do từng là một thành viên của đội đặc nhiệm nên rất nhanh 47kg thuốc nổ C4 đã được anh cho Otaku cài sẵn. Với số lượng thuốc nổ này thì cậu tin chắc rằng hỏa long chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Lo sợ sóng radio sẽ vô tình làm kích hoạt chất nổ nên là Itami đã tháo bỏ liên lạc với Rory. Đến khi hỏa long đã quay về thì Rory không tài nào có thể liên lạc được với nhóm. Ngay lập tức, nhóm diệt rồng đã hoảng loạn khi thấy con rồng có mặt trên bầu trời. Một số chiến binh Dark Elf đã không giữ được sự bình tĩnh sử dụng súng phóng lựu khiến cho các thành viên đứng sau bị thương. Liên tục là các phát bắn tên lửa thẳng vào mục tiêu nhưng lớp da cứng như thép của con rồng đã vô hiệu hóa chúng. Itami cũng đã bị liên lụy khi có người sử dụng súng phóng lựu phía trước cậu. Tuka cũng đã tỉnh giấc và thấy được trận chiến đang diễn ra vô cùng khốc liệt. Điều này khiến ký ức đau thương của cả làng xuất hiện một lần nữa. Lúc này thì cô mới nhận ra rằng cha của mình đã chết trong trận tàn sát đó. Itami cũng đã tỉnh lại sau chấn thương, nhưng hiện tại dây kích nổ đã bị đứt nên là cái bẫy số 4 không thể hoạt động. Trong lúc cậu sửa lại cái bẫy thì Lele đã dùng ma pháp điều khiển cái thanh kiếm gần đó thành công cắm sâu vào cơ thể của hỏa long. Ngay sau đó cô bé pháp sư liền thi triển phép thuật khiến một lượng lớn vũ khí cắm thẳng vào người con rồng. Tuka nhận thấy Itami đang rơi vào tình thế nguy hiểm nên đã bộc phá hết sức mạnh tinh linh trong cơ thể. Đột nhiên một tia sét từ bầu trời đánh thẳng vào hỏa long. Ngay sau đó, tia lửa điện trong khu vực đã vô tình kích nổ cái bẫy số 4 tạo ra một vụ nổ đầy uy lực xé tan cơ thể con rồng ra từng mảnh. Sau trận đại chiến thì chỉ còn lại 4 người may mắn sống sót. Đến khi ra được bên ngoài thì Itami phát hiện á thần Rory đang trong tình trạng bị thương vô cùng nghiêm trọng. Bất ngờ một á thần khác đã xuất hiện và giới thiệu tên của mình là Gisela, một tông đồ của nữ thần Hardy, vị thần cai quản địa ngục. Lý do mà Gisela tìm đến Rory chính là muốn bắt cái bà nhỏ này về làm vợ cho nữ thần Hardy. Ngoài ra, lý do hắc tu sĩ bị thương nghiêm trọng như vậy là vì đã lãnh hết sát thương cho Itami. Thực chất, khế ước ký trước đó chính là để bảo vệ cậu trong trận chiến này. Chưa hết, chính Gisela đã đánh thức hỏa long sau 50 năm ngủ yên và thuần phục hai chú rồng con để chờ ngày đánh bại Rory ép cô làm vợ nữ thần Hardy. Hai con rồng con cũng đã biết được người sát hại mẹ của chúng là Itami liền định trả thù. Nguyên đám đã nhanh chân bỏ chạy mất dép. May mắn thay trong tình thế nguy hiểm tột cùng thì đội giao tranh số 1 đã kịp thời tiếp viện. Ngay sau đó, hàng loạt hỏa lực khủng khiếp đã được bắn thẳng vào hai chú rồng con khiến chúng tan xương nát thịt. Giờ đây, Rory đã dần bình phục trở lại liền vác hàng nóng tìm Gisela tính sổ. Đâu, nãy nhỏ nào rủ bà ra solo đâu, bước ra đây. Tuka hiện tại đã nhẹ nhõm hơn khi đã trả được mối thù cho cha của mình. Nhưng dù vậy cô vẫn tiếp tục gọi Itami là cha vì có lẽ đã quen với việc này.
Tập 6, vừa về đến căn cứ thì Trung tướng Hazama đã đến tận cổng để gặp Itami. Tưởng đâu sẽ bị khiển trách, ai ngờ đâu ổng lôi vô khen thưởng đủ thứ. Nào là chiếc khen từ bộ quốc phòng vì đã giải cứu người phụ nữ bị bắt trước đó. Rồi tới thư cảm ơn và được phong tước quý tộc từ vua Dura. Chưa hết, thủ lĩnh của làng Rakao đã khen ngợi anh chàng Otaku hết lời và phong danh hiệu tù trưởng vinh dự. Ngoài ra, Itami sẽ được phong làm đội trưởng đội tìm kiếm tài nguyên ở khu vực đặc biệt cùng bất cứ cô gái nào mà cậu muốn để đi mọi nơi. Kiểu này là thời tới rồi cản sao được nữa. Ngay sau đó, Itami đã dẫn theo ba bà nhỏ lên đường đi khám phá thế giới này. Điểm đến lần này của cậu chính là thành phố Rondo, nơi được xem là cái nôi của phép thuật. Khi đến nơi đây, cả nhóm của Itami đã thuê được vài phòng trọ để tá túc. Ông chủ trọ thấy nguyên đám đi chung với á thần Rory liền xem họ là khách VIP nên là tiếp đón chu đáo. Sau khi cử nhân viên xếp phòng cho các cô gái thì ông chủ tưởng Itami là đầy tớ nên đưa cậu vô một phòng kho cũ kỹ. Đó, dẫn nguyên đám đi cho đã, giờ bị xem là ở đợi cho tụi nó có tức không. Trong thời gian ở thành phố này, Lily dự định sẽ tham gia vào buổi xét tuyển lên bậc hiền sư. Nhưng có điều đa số những người học phép thuật vài chục năm trở lên mới thi đậu, trong khi bà mới có 15 tuổi. Sau đó, Lily đã dắt nhóm của Itami đi tham quan xung quanh thành phố. Điều này khiến cậu biết được các hiền sư bắt buộc phải sống tách biệt với thế giới bên ngoài. Không phải vì họ muốn như vậy mà là bị ép. Chứ nếu không thì chắc cái thành phố này bành mất. Nhà ngoại giao Sugawara trong thời gian làm nhiệm vụ ở cung điện đã làm quen được một cô bé 12 tuổi tên là Seri, họ hàng của bá tước Kasho, một trong số các lão đại ở thượng viện. Nó quen vậy thôi chứ cô bé đã quyết định chọn Sugawara làm chồng tương lai luôn rồi đó chứ. Giờ chỉ đợi thêm 4 năm nữa là hốt ổng về liền luôn. Thiệt, con nít gì đâu mà tranh thủ thế ghê. Đâu có như mấy bạn viewer của AL giờ này còn chưa có người yêu. Và mấy bạn đừng có nghĩ là tụi mình giống mấy bạn nha. Thành viên trong team của AL đều có người yêu, có người là còn đã lấy vợ rồi. Cho nên là mấy bạn còn nhỏ lắm, con nít quỷ không à. Thôi, quay lại phim nè. Phó Thủ tướng Nhật Bản cũng đã nhắc nhở Sugawara làm gì làm, chứ theo luật pháp của Nhật là bóc lịch mỗi tay luôn đó, nên là liễu hôn. Trong cuộc đàm phán hòa bình sắp diễn ra tại đế chế thì tất cả mọi người đều vui mừng. Riêng chỉ có Zuru và ba tên hầu tước vừa được Nhật Bản trao trả tự do là đang rất tức giận. Đầu của Hỏa Long chính là món quà mà phía Nhật Bản muốn trao tặng cho đế chế. Quốc vương sau đó cũng đã biết được Itami chính là người đã chỉ huy dẫn dắt đội diệt rồng. Dù có 5 người tham gia trong tổ đội đó nhưng mà chỉ có Lily là một công dân của đế quốc. Chính vì vậy quốc vương Mott đã ra lệnh cho Lily đến thủ đô để ban thưởng cho cô ta. Ngay lúc ly rượu mừng cho buổi đàm phán hòa bình được uống cạn thì quốc vương Mott đã ngã xuống không rõ nguyên nhân. Có thể đây là âm mưu của nữ hoàng chiến binh thỏ Teller. Chứng kiến quốc vương như vậy, người vui sướng nhất lúc này chính là đại hoàng tử Zuzuru. Tập 7. Ngay sau khi quốc vương Mott ngã bệnh thì đại hoàng tử Zuzuru đã dõng dạc tuyên bố thành lập chính phủ hoàng tử vương triều và trở thành người thống trị toàn bộ sức mạnh của đế quốc. Tiếp đó hắn đã ban hành lệnh truy quét hết các quý tộc thượng viện với tội cấu kết kẻ thù bán rẻ đất nước. Zuru đã tuyên bố sẽ chơi khô máu với Nhật Bản trong vài ngày tới. Phía quân đội Nhật Bản cũng đã biết rõ cuộc đảo chính của Zuru đã thành công. Cả thủ đô đã được ban hành lệnh giới nghiêm cấm ra vào trong thời gian tới. Về phần công chúa Binja thì đang rất tức giận khi anh trai ban hành lệnh cầm tù đối với các thành viên của thượng viện. Nhưng hiện tại lời nói của cô ấy chẳng còn trọng lượng gì cả. Tam công chúa cũng biết rằng ba tên hầu tước được trả tự do từ Nhật Bản đã nắm được điểm yếu của họ. Chúng đã lên kế hoạch cho lũ Goblin đi tàn phá cái thị trấn quanh Arnold và cho người của mình giả dạng thành lực lượng phòng vệ. Đây sẽ là mấu chốt để hạ gục họ trong tương lai, vì với một nước được điều hành theo chế độ quân chủ lập hiến như Nhật Bản thì người dân sẽ đứng ra chống lại chính phủ của họ khi quân đội không tôn trọng dân quyền. Khi nghe được những điều kinh tởm này, Pinja đã cầu cứu đến người anh thứ là nhị hoàng tử Diabo, nhưng hiện tại anh ấy đã bỏ mặc em gái mình chạy trốn khỏi đế quốc. Nhóm của Itami ở Rondo cũng đã biết được nguồn gốc của cánh cổng kết nối với Nhật Bản bắt nguồn từ các vị thần. Cứ một vài thế kỷ thì cánh cổng sẽ tự động mở ra và đưa những cư dân mới đến với thế giới này. Chính vì vậy nên có rất nhiều chủng tộc khác nhau tại đây. Nhật Bản cũng không phải là một ngoại lệ. Sau đó, Lily và cô chị gái của mình đã có một trận so tài phép thuật với nhau giữa đường phố. Giám khảo sẽ là á thần Rory. Hai bên có thể sử dụng bất cứ phép thuật nào để tấn công và phòng thủ cho đến khi lớp phòng thủ của một người vỡ ra xem như là thua. Thế là hai cô nàng pháp sư đã sử dụng hết tất cả những phép thuật mạnh nhất của mình để lao vào trận chiến. Nói chung là sử dụng phép thuật đánh tới đánh sùm cả lên luôn á. Cuối cùng, cả hai cũng tung ra một đòn quyết định phá vỡ lớp phòng thủ của đối phương và kết quả có thể sẽ là hòa. Thế nhưng ngay lúc đó bất ngờ xuất hiện một tên thích khách ra tay ám sát Lele. May mắn tướng Gray đã kịp thời trừ khử hắn cứu mạng của bé pháp sư trong gang tấc. Ông ấy và Santi đến tận đây là để thông báo cho nhóm của Itami và vị Zuzuru đang nhắm đến Lele. Thực chất kẻ đang điều hành mọi thứ ở đế quốc không phải là đại hoàng tử mà chính là nữ hoàng chiến binh thỏ Tole. Tập 8. Ngay sau khi nhận tin báo, Itami đã chỉ đạo mọi người lên đường. Không phải đi đánh nhau mà là đi trốn. Con đường mà họ chuẩn bị đi là hoàn toàn ngẫu nhiên nên giờ có trời mới biết là họ đang trốn đến đâu.
Phía căn cứ quân đội Nhật Bản đã biết được Zozoro đang đàn áp các thành viên Thượng viện ủng hộ hòa bình bằng một đội quân tên là Dọn Dẹp. Thật ra thì cái tên thật nó là Dài Thòng Lòng á, nên là tôi lấy cái tên này cho dễ hiểu nha. Quay lại phim nè, đã có một số thành viên nghị viện chạy đến đại sứ quán để cầu cứu. Thế nhưng, cấp trên quân đội Nhật Bản đã ra lệnh án binh bất động chờ tình hình và không can thiệp vào nội bộ của đế chế. Rất nhanh, đội quân Dọn Dẹp đã kéo đến nhà hầu tước Kassar để bảo vệ cho ngài hầu tước. Gia đình của cô bé Sari đã đưa em ấy và hầu tước Kassar thoát ra khỏi đó bằng lối đi bí mật, còn tất cả mọi người sẽ ở lại cầm chân đội quân hung hãn này. Khi thoát ra bên ngoài, cô bé Sari đã thấy ngôi nhà của mình đang bốc cháy dữ dội nên đã mất bình tĩnh. May mà hầu tước Kassar đã tát cho cô bé tỉnh lại và nói rằng đừng để sự hy sinh của cha mẹ cô trở thành vô nghĩa. Trong lúc cô bé đi kiếm thức ăn đã vô tình gặp được một anh chàng lính bộ binh ở cung điện của công chúa Binza. Sau đó anh ấy đã nói cho Sari biết được giờ giấc canh gác ở cung điện này để có thể lánh nạn. Vì hiện tại ở thủ đô, nơi an toàn nhất chính là nơi ở của các đại sứ ngoại giao Nhật Bản mà thôi. Lũ Dọn Dẹp dưới trướng của Zozoro đã tìm đến nhà trọ mà hầu tước Kassar đang lẩn trốn. Để an toàn, ông ấy chỉ còn cách là đưa Sari đến cầu cứu đại sứ của Nhật Bản đang ở cung điện Zadi. Thế nhưng khi hai người họ đến nơi thì các kỵ sĩ Hoa Hồng đã nói rằng đại sứ ngoại giao của Nhật Bản không thể cứu mạng họ được. Mặc dù Sari đứng bên ngoài la hét kêu chồng tương lai của cô bé ra cứu mạng, nhưng mà hiện tại Sugawara không thể làm trái với quân lệnh, và lại anh ấy không muốn để chuyện tình cảm cá nhân xen vào chuyện quốc gia được. Ấy vậy mà khi lũ Dọn Dẹp tới bắt hầu tước Kassar và Sari thì Sugawara đã đứng ra ngăn chặn. Anh ta đã diện lý do rằng 4 năm nữa thì cô bé sẽ trở thành vợ tương lai của mình, nên là giờ ta cứu vợ của tao nha. Một người lính thấy vậy liền bước đến giải cứu cô bé thành công, bước vào địa phận của đại sứ quán Nhật Bản. Tức giận vì điều đó, lũ Dọn Dẹp đã manh động hơn trước. Đội kỵ sĩ Hoa Hồng của Binza đã đứng ra chống lại bọn chúng. Tập 9, lũ quân Dọn Dẹp dưới trướng của Zuru đã thẳng tay tiến công vào cung điện Zare, nơi phó thủ tướng Nhật Bản và đại sứ ngoại giao đang trú ẩn. May mắn là đội tiên phong kỵ sĩ Hoa Hồng của Binza đã đứng ra ngăn chặn chúng. Về phía người đứng đầu của Nhật Bản vẫn chưa hề có động thái đáp trả. Vì hiện tại các phái đoàn của các nước và phóng viên quốc tế đang ở bên trong khu vực đặc biệt, nên hành động vũ trang sẽ gây ra phản đối từ dư luận. Đội kỵ sĩ Hoa Hồng dù gì cũng là một đội quân được rèn luyện bài bản nên đã đánh cho đội quân Dọn Dẹp rút lui. Nhưng tình hình hiện tại không khả quan hơn khi mà tất cả mọi người đã dần kiệt sức. Nếu chúng quay lại chiếm đóng thì e rằng thất thủ sẽ là điều tất yếu. Nhóm của Itami thì sau nhiều ngày chạy trốn cuối cùng cũng chọn quay về Rondel. Vì Plele rất muốn vượt qua kỳ thi quan trọng tại đây để được công nhận là đại hiền sư. Thế nhưng đám khích thách vẫn chưa hề bỏ cuộc, chúng sẽ mai phục sẵn ở đó để chờ cho con mồi lộ diện. Tối đến trước khi gài bẫy bọn cướp, Itami đã nói với Santi rằng tuyệt đối không được mở mắt. Thế mà nhỏ này vẫn cố lì ngó thử, ai dè bị ngay một quả lựu đạn flash lóe cả mắt. Ngay sau đó, ba tên sát thủ cũng đã bị tóm gọn sau khi chúng kế vườn không nhà trống của anh chàng Otaku. Thực chất đám sát thủ chính là những người phục vụ trong quán trọ. Do một kẻ lạ mặt đã đến gặp bọn họ để thôi miên nên mới xảy ra cớ sự vừa rồi. Tướng Gray nhận ra rằng đây chính là chiêu trò của kẻ có biệt hiệu là người thổi sáo. Tên này thường xuyên thay đổi hình dạng để hoạt động nên là rất khó phát hiện. Hắn thường giả dạng thành Elf hoặc là Goblin và không ai biết được diện mạo thật của hắn cả. Do Santi đã bị bất ngờ bởi lựu đạn flash khi trước nên là cô ấy vẫn chưa bị thấy mặt. Chính vì vậy, Itami đã lập ra một cái bẫy nhằm tóm gọn người thổi sáo, kẻ đứng sau điều khiển các thích khách. Ở cung điện Zadi, thái tử Zozoro đã cử thêm 1.000 quân triều đình đối đầu với 300 người của đội kỵ sĩ Hoa Hồng. Mục đích của hắn chính là bắt bằng được hầu tước Kassar, một người quan trọng của thượng viện. Tại Nhật Bản, dưới sự thôi thúc của Bộ trưởng Kano thì Thủ tướng cũng đã cho phép dùng vũ lực để can thiệp vào chiến sự với đế quốc. Khi quân đội mà đã vào cuộc thì một trận chiến đẫm máu sẽ được diễn ra. 80. Không nằm ngoài dự đoán, người thổi sáo đã tìm đến ba người phục vụ ở quán trọ một lần nữa. Santi ngồi gần đó đã nghe hết tất cả kế hoạch của hắn nên đã quay về báo lại với nhóm của Itami. Buổi thuyết trình của Plele tại kỳ thi trở thành hiền sư cũng đã đến. Đây cũng chính là cơ hội để Itami có thể tóm được kẻ địch. Sau đó, một ông lão đã bị thôi miên định tấn công Lele thì đã bị Itami ngăn lại. Hiểu rằng ông ấy cũng là nạn nhân nên cậu đã giao lại cho tướng Gray xử lý. Khi Lele lên thuyết trình thì bất ngờ người thổi sáo đã tự mình lộ diện. Nhưng với tốc độ của ái nhân thì Itami giờ đây đã không thể làm gì hơn khi chứng kiến cô bé pháp sư đang rơi vào nguy hiểm. Mà hên cái là ở đây toàn máy thánh xài phép nên là rất nhanh kẻ chủ mưu đã bị hạ gục. Khi thấy an toàn, Itami và những người khác đã buông lỏng cảnh giác. Thế nhưng sau đó cô bé Lele đã bị ám sát ngay trước mặt bọn họ và người ra tay lại chính là Santi, thuộc hạ thân cận của Tam công chúa Binza. Cung điện Zadi đã phòng thủ thành công trong đợt tiến quân đầu tiên của đội quân triều đình. Nhưng hiện tại tình hình đang rất nguy cấp vì đội kỵ sĩ Hoa Hồng đang dần kiệt sức. Công chúa Binza thì càng tồi tệ hơn khi bị chính anh trai của mình bắt giam. Cùng lúc đó tại Rondel, cô nàng Santi đã bị tóm lại và Lele vẫn bình an do đã chuẩn bị sẵn áo giáp từ trước.
Qua trao hỏi thì Itami biết được rằng tất cả những gì Santi làm là để cứu lấy tam công chúa Binja, vì kẻ đã đưa ra yêu cầu ám sát Lily chính là thái tử Zozoro. Sau khi nghe sự thật, anh chàng Otaku mới biết được mọi chuyện đang vô cùng tồi tệ tại đế đô nên liền lập tức quay về. Trung tướng Hazama cuối cùng cũng đã nhận lệnh xuất binh ứng cứu cho phó thủ tướng tại cung điện Zeddy. Toàn bộ lực lượng không kích bắt đầu hướng đến đế đô ngay trong đêm. Tập 11, Trung tướng Hazama đã đứng ra chỉ huy toàn bộ lực lượng giải cứu phái đoàn Nhật Bản và phe đồng minh tại cung điện Zeddy. Cốt yếu trong nhiệm vụ lần này chính là thời gian. Toàn bộ nhiệm vụ tác chiến sẽ phải bắt buộc hoàn thành trong 1.800 phút. Trước khi đi, tất cả những binh lính đều sẽ phải đồng bộ đồng hồ để timing. Khi vừa đến được đế đô, đội không kích của quân đội Nhật Bản đã nhanh chóng hạ gục lũ rồng bay tại khu vực và thành công quét sạch vùng trời chiến đấu. Phía cổng Tây cũng đã bị lực lượng phòng vệ chiếm đóng mà không cần đổ một giọt máu nào cả. Với chiến lược tập kích từng đơn vị nhỏ lẻ bằng các nghiệp vụ đặc biệt thì lần lượt từng tên lính canh phải nằm xuống một cách nhanh chóng. Ngay sau khi đội tiên phong dẹp đường thì tổng lực quân đội đã đột kích thẳng vào trung tâm đế đô bằng phương pháp nhảy dù. Hàng trăm chiến sĩ lực lượng phòng vệ bay lơ lửng trên bầu trời khiến cho Zozoro mặt tái xanh không còn giọt máu vì sợ hãi. Dù bản thân rất muốn chống chạy nhưng mà ngay sau đó khi nghe được những lời khích tướng của Thula thì hắn đã ra vẻ tới đây sẵn sàng ở lại nghênh chiến. Tất cả các nhánh chính ở cổng Tây đã được lực lượng phòng vệ kiểm soát chặt chẽ. Những người quý tộc thuộc thượng viện đã được giải cứu đưa đến đồi Arnos bằng xe ngựa. Trong khi chiến sự nảy lửa đang nổ ra âm ỉ thì Itami lúc này mới đang trên đường chạy về. Cậu vô cùng lo lắng cho các thành viên trong đội trinh sát số 3 của mình. Lực lượng phòng vệ đã cử một đội bắn tỉa thẳng đến cung điện Zeddy để yểm trợ. Ngay khi có lệnh nổ súng thì một cuộc thanh trừng đẫm máu đã được diễn ra ngay lập tức. Gần 1.000 tên lính của đế chế lâm vào ngõ cụt và chỉ biết chết trong vô vọng. Cuối cùng chỉ có một người lính Nhật Bản bị thương do tên bắn, còn lại 1.000 người của quân triều đình đã bị hạ gục. Tên tướng chỉ huy bỏ chạy nhưng mà sau đó cũng đã bị Bozek đuổi theo tiễn sang thế giới bên kia. Những người trong đội kỵ sĩ Hoa Hồng bị thương được lực lượng phòng vệ đưa đến Italica. Trong khi đó, Bozek và một người đồng đội đã quyết lao đến kinh thành để cứu công chúa. Thái tử Zozoro thì không biết phải làm gì tiếp theo nên đã bị Thule tiếp tục dắt mũi. Mục đích của cô gái này chính là hủy hoại toàn bộ đế chế trả thù cho tộc của mình nên từ đầu đến giờ chỉ toàn số 7 không à. Vậy mà thằng đại hoàng tử nó tin xoái cổ luôn hay chứ. Bozek trên đường đi cứu tam công chúa đã bị quân địch phục kích tấn công. May mà có người đồng đội kịp thời xuất hiện đưa cô ra khỏi đó. Hơn sau, một đại tá đã nán lại chờ hai cô gái này nên đã yểm trợ cứu thoát họ an toàn lên máy bay. Bozek đã bật khóc nức nở vì không thể cứu được công chúa. Lực lượng phòng vệ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình nên không thể nán lại. Giờ đây họ chỉ đành trông chờ vào Itami. Thula lúc này cũng đã đề nghị Zozoro tấn công thẳng đến Arnold. Mục tiêu của cô gái này chính là dùng tam công chúa Binza như một tấm chắn trước Nhật Bản. Cuối cùng, đoàn xe của anh chàng Otaku cũng đã đến được đế đô ngay trong đêm hôm đó. Tập 12. Itami vừa đến được căn cứ bí mật tại đế đô thì ngạc nhiên khi trông thấy những người đồng đội trong đội trinh sát số 3 đã đợi sẵn. Tất cả mọi người đã có mặt ở đây để giúp đỡ cậu trong nhiệm vụ giải cứu tam công chúa Binza. Giờ đây họ sẽ một lòng vào sinh ra tử cùng với Itami dù cho không có chỉ thị từ chính phủ. Kế hoạch sẽ là Itami đóng giả làm người hầu để lôi cả đội trinh sát vào bên trong kinh thành. Lele và Rory do có lệnh gọi từ thái tử Zozoro ban thưởng vì đã giết hỏa long nên được mời qua cổng dễ dàng. Khi tiến vào trong, Lele đã dùng ma thuật ngủ lên những tên lính gác. Trong khi những người khác chiếm đóng khu vực bên ngoài thì nhánh chủ lực bao gồm Itami, Lele và Rory đã xông thẳng vào cung điện của Zozoro. Mấy tên thép riêu sợ muốn tè ra quần khi thấy tử thần Rory xuất hiện. Đến giờ tên thái tử mới lôi ra các con át chủ bài của mình, đó chính là một aura khổng lồ. Nhưng mà nói vậy cho nó ngầu thôi chứ chưa đầy 2 giây sau là nó đã bị Rory và Lele hợp sức tiêu diệt rồi. Giờ đây tên đại hoàng tử chỉ còn cách là khoanh tay đứng nhìn Itami đưa Binza rời khỏi đó. Vì nếu chống cự thì phát súng tiếp theo sẽ bay thẳng vào đầu của hắn ta. Nhánh tiến công bên phía khác cũng đã thành công cứu được quốc vương Mort an toàn. Dù vậy đoàn xe của Itami đã gặp không ít khó khăn khi rời khỏi đế đô. Nhưng với sự trợ giúp từ bên ngoài thì cuối cùng đám kỵ sĩ của triều đình đã phải nằm xuống. Quốc vương cũng đã tỉnh lại trên đường đi đến Italica. Hiện tại, ông đã biết rằng không còn cách nào để khuyên đứa con cả nên chỉ đành nghe theo kế hoạch của chính phủ Nhật Bản. Đó chính là đưa Binza lên nắm quyền để tạo ra một cuộc nội chiến. Giờ đây, quyền đưa đất nước đến hòa bình hay là chia rẽ đế chế chính là con đường mà cô bắt buộc phải lựa chọn. Zozoro lúc này đã nhanh chân bỏ trốn lên hướng Bắc để giữ mạng sống. Nữ hoàng chiến binh thỏ Thule cuối cùng cũng đã thực hiện được mục tiêu trả thù của mình. Thế nhưng hiện tại nước mắt của cô vẫn cứ rơi xuống không ngừng, không rõ là vì sao. 10 ngày sau tại Italica, công chúa Binza đã được chính thức lên ngôi nắm quyền bằng chế độ công chúa vương triều. Cô tuyên bố rằng sẽ dâng trọn linh hồn và thể xác của mình cho đế chế và hứa sẽ gìn giữ hòa bình tuyệt đối với Nhật Bản. Mấy ông lính thì tranh thủ bắt cặp với mấy em gái của thế giới bên này, gặp bà Bozet thì đã chuẩn bị có em bé với ông đại tá luôn rồi đó chứ.
Cô cha nội đại sứ ngoại giao Sugawara thì chờ 4 năm nữa để kết hôn với cô bé Sunny hen. Trong khi người ta có cặp cô đôi vui vẻ thì Itami lại lẻn về Nhật Bản để thực hiện sở thích của mình, đó chính là tham gia triển lãm All Manga sắp sửa ra mắt vào Tết năm nay. Nhưng mà mấy bà nhỏ thì đâu có để yên nên là lần theo cho bằng được. Kết quả là thu hút nguyên một đám đông hiếu kỳ vây quanh. Rồi kiểu này thì sao mà đi cho được đây? May mà có một chú cảnh sát đã đưa bọn họ thoát ra khỏi đó bằng xe chuyên dụng. Điều này vô tình khiến cho Risa tưởng đâu là ổng làm bậy gì đó mới bị bắt không nhá chứ. Và bộ phim đến đây là kết thúc rồi mọi người ơi. Ai có đề xuất bộ nào tiếp theo thì comment bên dưới cho tụi tôi nghe. Đừng quên, Almanga đã sắp được triển khai rồi nha. Qua Tết là tụi tôi sẽ thông báo ngày chính thức để đăng video đầu tiên của Almanga. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại mọi người ở video lần tới nha. Bye bye.